Chào tất cả mọi người, thì lại là Vila đây. Ngày hôm nay là Vila sẽ đi làm, nhưng mà ngày hôm nay là nhận được thông báo là chưa có đi làm, và thế lại là ở nhà nữa rồi. Thì ngày hôm nay là Vila sẽ làm đánh răng rửa mặt sau rồi thì Vila sẽ tí tóc cơ thể bằng một cốc nước chanh mật ong. Xin mời mọi người một miếng nha. Và tiếp theo Vila sẽ làm gì đây? Thì xin mời mọi người cùng đi theo Vila nhé. Ấm mà lọc. Thì bây giờ Vila sẽ lấy đồ để làm nước để tóc uống cho mọi người. Thì bây giờ đây là kiếm đồ xong rồi. Thì đây là những gì mà Vila đã lấy ra, đó là nửa trái cam và ba trái nho và mật ong. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm nha. Mình lấy ra mình ăn luôn cũng được, rất là ngon luôn. Vậy là những gì Vila làm đã xong rồi, và bây giờ sẽ bỏ hai miếng cam này nha. Bây giờ là mình sẽ cho mật ong vô. Thì mật ong thì Vila sẽ để vô hai muỗng nhỏ, nhưng mà mọi người sẽ không phải là hai muỗng siêu to đâu. Rồi đó cơ này, đó hai cái thôi. Đây là cái bình nước siêu to khổng lồ. Mình sẽ cho nước vô đầy bình nhé mọi người. Xong rồi đậy nắp lại và chúng ta cùng lắc nào. Lắc thật đều và cứ thế là lắc thôi. Vậy là Vila đã ăn xong bữa trưa rồi mọi người ơi. Và sau khi ăn xong bữa trưa thì Vila đã chỉnh trở ra là bây giờ đã là 1 giờ 40 phút rồi mọi người. Và bây giờ sẽ đi giặt giày. Không phải giặt giày mà là tắm cho ba em này. Thì đã lâu rồi chưa tắm cho ba em này. Thì trong mùa dịch này được nghỉ ngơi, nên là bây giờ là mình sẽ đi tắm cho mấy em. Và bây giờ mình sẽ cho mọi người xem ba em. Đó mọi người có thấy cái đốm đốm mà màu đen đen đó không? Là nó bị ra màu đó mọi người. Còn đôi này thì không biết làm sao khi giặt. Đôi trắng này là thấy hơi mệt rồi đó mọi người. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi giặt thôi. Let's go. Vậy là Vila đã ăn xong bữa trưa rồi mọi người ơi. Và sau khi ăn xong bữa trưa thì Vila đã chợt nhận ra là bây giờ đã là 1 giờ 40 phút rồi mọi người. Và bây giờ sẽ đi giặt giày. Không phải giặt giày mà là tắm cho ba em này. Thì đã lâu rồi chưa tắm cho ba em này. Thì trong mùa dịch này được nghỉ ngơi, nên là bây giờ là mình sẽ đi tắm cho mấy em. Và bây giờ mình sẽ cho mọi người xem ba em. Đó mọi người có thấy cái đốm đốm màu đen đen đó không? Là nó bị ra màu đó mọi người. Còn đôi này thì không biết làm sao khi giặt. Còn đôi trắng này là thấy hơi mệt rồi đó mọi người. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi giặt thôi. Let's go.
Nguyên một ngày nó thôi, bây giờ là chân tay rã rồi, sao không nổi, sao không nổi rồi. Và bây giờ là đem mấy
giờ không làm gì nữa, mệt quá rồi. Thì Ella sẽ dừng clip tại đây. Nếu mọi người thấy clip Ella hay hoặc là thú vị thì mọi người hãy nhấn like và subscribe kênh giúp Ella nha. Thì nếu mọi người muốn Ella làm cái gì đó thì mọi người hãy nhấn comment ở bên dưới để Ella có thể làm những yêu cầu của các bạn nha. Thì bây giờ Ella sẽ dừng clip tại đây và hẹn gặp lại mọi người clip tiếp theo nha. Bye bye, nhớ nhấn like và subscribe kênh nha. Bye.